Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 3 mạch tổ hợp của môn thực hành thiết kế vi mạch số với ngôn ngữ VSDL. Sang nội dung thứ 6 là thiết kế các mạch giải mã led 7 đoạn. Bắt đầu với bài mẫu 341. Yêu cầu của bài mẫu như sau: hãy viết chương trình mô tả mạch giải mã led 7 đoạn K tốt chung. Sử dụng led thứ 7 của module 8 led 7 đoạn quét để khi quay video cho nó gần với chip FPGA trên kit FPGA. Mục đích của bài này: thứ nhất là biết xây dựng sơ đồ khối, bảng trạng thái. Thứ hai là biết liên kết các khối, biết các tín hiệu vào ra của các khối. Thứ ba là biết lập trình thiết kế mạch giải mã led 7 đoạn K tốt chung. Thứ tư là biết quan sát, đánh giá kết quả trên kit FPGA. Trình tự thực hiện gồm có 5 bước giống như các bài đã trình bày. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước đầu tiên, tiến hành xây dựng sơ đồ khối và bảng trạng thái. Đây chính là sơ đồ khối của mạch giải mã 7 đoạn, được đặt tên là giải mã 7 đoạn. Có tín hiệu vào 4 bit là số giải mã, viết tắt, và tín hiệu ra là 7 bit, được đặt tên là 7 segment, viết tắt, để điều khiển led 7 đoạn K tốt chung. Còn đây là bảng trạng thái, gồm có 3 cột. Cột thứ nhất là số thập phân, từ 0 đến 15. Cột thứ hai là ngõ vào số nhị phân 4 bit, từ 0000 cho đến 1111. Còn cột cuối cùng chính là ngõ ra mã 7 đoạn, 7 segment, gồm có 7 đoạn A, B, C, D, E, F, G, điều khiển led 7 đoạn K tốt chung. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải thích sơ đồ khối này. Khi tín hiệu số giải mã ở ngõ vào mang giá trị nhị phân là 0000, thì nó sẽ tạo ra giá trị 7 segment mang giá trị là 0111111. Khi đó nó sẽ điều khiển led 7 đoạn K tốt chung, làm cho các đoạn A, B, C, D, E, F sáng, hình thành nên con số thập phân là 0. Khi số giải mã có giá trị là 0001, qua mạch giải mã này, nó sẽ tạo ra tín hiệu 7 segment có giá trị là 0000110. Khi đó hai đoạn BC bằng 11, nó sẽ làm cho hai đoạn này sáng, tương đương với con số 1. Như vậy tôi đã giải thích cho hai trường hợp sáng số 0 và số 1, chúng ta có thể giải thích tương tự cho các trường hợp còn lại. Sang bước thứ 2, tiến hành phân tích. Sau khi thiết kế xong, chúng ta phải tiến hành kiểm tra mạch giải mã 7 đoạn trên kit FPGA để đánh giá đúng sai. Để thuận tiện cho việc gắn chân cũng như việc kiểm tra, thì chúng ta thiết kế thêm một khối bao phủ bên ngoài, được đặt tên là giải mã led 7 đoạn, với tín hiệu ngõ vào gồm có switch 4 bit sẽ nối đến tín hiệu số giải mã. Tín hiệu ngõ ra 7 segment sẽ nối đến tín hiệu ngõ ra 7 segment của khối giải mã 7 đoạn. Ngoài ra còn có thêm tín hiệu cathode 1 bit để điều khiển con trần tọa của led 7 đoạn mà chúng ta cần điều khiển. Một câu hỏi đặt ra, tại sao lại có tín hiệu cathode, có điện trở và có trần tọa trong sơ đồ khối này? Câu trả lời là do kit chúng ta sử dụng led 7 đoạn theo phương pháp quét. Mỗi một con led 7 đoạn sẽ có một con trần tọa và một con điện trở cùng với một tín hiệu điều khiển chân cathode để cho phép led này sáng. Bây giờ chúng ta sẽ sang bước thứ 3, tiến hành viết chương trình. Đây là phần khai báo entity của khối chính bên ngoài, được đặt tên là giải mã led 7 đoạn. Với các tín hiệu vào ra gồm có tín hiệu switch là ngõ vào thuộc kiểu dữ liệu STD Logic Vector 4 bit 3 down to 0. Tín hiệu cathode là ngõ ra 1 bit. Tín hiệu 7 segment là ngõ ra 7 bit từ 6 cho đến 0. Tiếp theo là phần kiến trúc. Tên của kiến trúc là Behavioral của khối Entity giải mã led 7 đoạn. Begin. Tiến hành gán cathode bằng 1. Khi chúng ta thực hiện lệnh gán này, thì ngõ ra cathode này sẽ có giá trị nhị phân là 1. Nó sẽ điều khiển con trăng to này dẫn cho phép led sáng. Và led sáng con số gì thì tùy thuộc vào giá trị của tín hiệu 7 segment. Tiếp theo là khai báo khối con ở bên trong, được đặt tên là IC. Khối này được đặt tên là giải mã 7 đoạn, đúng với tên của khối con bên trong, trong sơ đồ khối này. Phần ánh xạ các tín hiệu vào ra như sau: số giải mã sẽ nối với tín hiệu ngõ vào switch của khối chính ở bên ngoài. Tín hiệu 7 segment của khối con bên trong sẽ nối với tín hiệu 7 segment của khối chính ở bên ngoài. Kết thúc phần kiến trúc. Phần mô tả cho khối chính bên ngoài đã thực hiện xong. Bây giờ chúng ta tiến hành mô tả cho khối con bên trong.
Đây là phần khai báo NTT cho khối giải mã 7 đoạn với tín hiệu ngõ vào là số giải mã 4 bit, tín hiệu ngõ ra là 7 segment 7 bit. Tiếp theo là phần kiến trúc Begin, bên trong có một process với tín hiệu nhảy là số giải mã Begin của process. Mạch giải mã này sử dụng lệnh khê với cú pháp là khê số giải mã y when x 0, có nghĩa là khi số giải mã có giá trị số hex là 0 thì thực hiện lệnh gán tương ứng. Giá trị 0111111 sẽ được gán cho tín hiệu 7 segment ở ngõ ra, và khi đó nó sẽ điều khiển con led 7 đoạn này sáng con số 0, đoạn g không sáng. Khi số giải mã có giá trị số hex là 1 thì nó sẽ thực hiện lệnh gán tương ứng. Giá trị 0000110 sẽ được gán cho tín hiệu 7 segment, và khi đó nó sẽ điều khiển con led 7 đoạn này sáng con số 1, hai đoạn BC sáng, giống như đã trình bày ở phần giải thích bảng trạng thái. Tương tự cho các con số hex tiếp theo là 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp theo là các nhánh quen cho các số hex 8, 9, A, B, C, D, E, và nhánh quen order là cho số hex X, F, N, K, N, R, Z và N, Behavior Run. Như vậy toàn bộ chương trình ở bước thứ 3 đã thực hiện xong. Bây giờ chúng ta sang bước thứ 4. Tiến hành tổng hợp, rồi sau đó add file gắn chân. Mở các chân bao gồm sheet SVK0 đến sheet SVK3 tương đương với tín hiệu ngõ vào SVK. Mở 7 tín hiệu 7 segment 0 đến 7 segment 6. Tín hiệu 7 segment 7 điều khiển dấu chấm thập phần chưa sử dụng. Mở tín hiệu cathode. Sau đó tiến hành tạo file nạp, rồi nạp file cấu hình vào chip FPGA, rồi sau đó chuyển sang bước thứ 5, tiến hành quan sát kết quả trên kit FPGA. Trước khi tiến hành quan sát kết quả, chúng ta cần xác định các thành phần trên kit FPGA. Đây là chip FPGA mang mã số XC3S500E BQ208, led 7 đoạn thứ 7, và số giải mã chính là 4 switch, từ switch thứ 0 đến switch thứ 3. Bây giờ chúng ta tiến hành quan sát. Giá trị hiện tại của các switch là 0000. Qua mạch giải mã, nó sẽ điều khiển led 7 đoạn hiển thị số 0. Ta tiến hành thay đổi giá trị cho các switch, rồi quan sát kết quả trên led 7 đoạn. Như vậy chúng ta đã nhìn thấy tôi đã thay đổi giá trị nhị phân của 4 switch đã ngõ vào từ 0000 lần lượt cho đến giá trị cuối cùng là 1111. Khi đó led 7 đoạn sẽ hiển thị lần lượt từ số 0, số 1, số 2, số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F và dừng tại giá trị F. Như vậy phần kiểm tra kết quả đã chạy đúng trên kit FPGA. Các bạn xem phần trình bày, có vấn đề nào chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiến hành thực hành bài mẫu 341 này.